thuộc khu thương mại bên triển lãm Long Biên nhé các bác nhé. Còn vài ngày nữa thôi các bác cố gắng ghé qua nhé. Đấy, gian hàng cây nhỏ nhỏ này. Bánh bang đây rồi. Đây là quả bánh bang. Cây của anh Lê Bang này, nhìn là biết rồi. Các anh em xem ở Vạn Phúc thì biết. Đấy, hoa giấy. Giấy tím rất đẹp. Cây hoa giấy bao tiền đấy bác? Hoa giấy bao tiền ạ? 12 triệu. 12 triệu. Và lá đẹp quá. Cây này các bác nhìn thấy ở trên video của tôi một đôi lần rồi đấy. Một lần có quay ở trên chợ Hữu Bằng, một lần thì ở chợ Vạn Phúc các bác nhé. Khu vực này có vẻ bắt được nhiều phôi này. Cho anh nói chuyện một tí. Nói chuyện một tí. Đây. Cái trực. Trực cổ. Rất nhiều phôi các bác nhé. Đấy, có những hàng to đại này thì thôi khỏi bàn rồi. Khỏi bàn rồi. Xem những cái phôi mà mình có thể bê được lên xe thì mới bắt được các bác. nhiều phôi khủng khiếp. Đấy, già. Già kinh. Cho em hỏi thì cái cây này bao tiền đấy bác? Cây lão lão này này. Vâng, luôn luôn đấy. Dạ. 17 triệu. 17 triệu. Sạch sẽ nhỉ. Còn cây ở bên trong kia. Cây nhiều thân ấy. Vâng. 60. Đẹp nhiều lắm, ra đây. Ra đây chỉ có vì sợ không có tiền. Có tiền là kiểu gì cũng mang được về. La liệt, la liệt. La liệt luôn. Đấy, cây nhiều thân như hay. Đó. Nhiều thân hay. Rồi, cảm ơn bác chủ nhé. Nhiều quá là hoa mắt các bác. Nhiều quá hoa mắt đấy. Đấy, xanh bám đá Ninh Bình. Bác xem. Tôi thì tâm lý tôi hay đi bắt cây các bác. Nhiều khi quay các bác không khoái. Bởi vì quay theo cái suy nghĩ của tôi các bác. Đấy, chậu đá cổ. Chậu đá cổ. Cây ổi. Mình vẫn luôn thích ổi các bạn. Chưa bao giờ hết tình yêu với ổi. Đấy các bạn. Khủng khiếp. Cái da cái dáng nó thế này mà không yêu thì hơi phí. Có hoa có quả, lá đẹp. Lá không phải là lá loại thuộc loại to. Bởi vì cái thân như này lá như thế là đẹp rồi. Đấy các bác nhìn. Đà còn chơi được nữa cơ mà. Cái ổi đẹp quá. Anh em bây giờ đa số là nghỉ trưa hết rồi. Nghỉ trưa cả. Lúc người ta nghỉ thì mình đi đây. Cây dưới kia được là anh Công anh mang ra chợ đây. Còn với cả bạn ta nhận ra. Đấy. Thành Sơn Vọng Nguyệt đấy. Mình vẫn nhớ cái tên.
đâu đấy loanh quanh mình lại gặp những cây cũ thôi các bác. Phôi thì không nói, nhưng mà những cái cây mà hòm hòm thì không có nhiều, qua tay người này người kia thôi các bác. Buôn bán thì nay sới này mai sới kia. Hôm trước có triển lãm Bắc Ninh thì bê lên Bắc Ninh, hết Bắc Ninh thì đến Long Biên thì lại bê về Long Biên. Ai có thêm cây mới thì bê về thêm, không có thì cứ cây cũ mà dã này. Đấy, bắt đầu đằng này là hàng miền Nam rất nhiều các bác nhé, hàng miền Nam. Ở trên này Tùng La Hán rồi Nguyệt Quế rồi các thể loại Mai Chiếu Thủy, chung là nhất là ở cuối cái dãy này, hàng miền Nam rất nhiều. Ngủ chưa hết rồi, tranh thủ ngủ cứ cả ngày cả đêm đây đúng không? Cố gắng đi hết một vòng các bác, coi như các bác đi chơi nhé, nên các bác đi chơi cùng tôi. Mỏi cả tay lẫn chân các bác. Đấy, bắt đầu là chuyên phong cách miền Nam bây giờ. Toàn bộ Mai Chiếu Thủy, Tùng La Hán, Khế Gân, Nguyệt Quế, đặc trưng miền Nam. Ổi, cái ổi nhiều quả. Ổi quả to thế. Anh em đang ăn cơm. Đấy, các bác nhìn thấy quả ổi có mấy quả to còn sót lại. Kim quýt. Mình cũng mua để anh em ăn cơm. Múc đi. Đấy. Gặp anh em đi ăn cơm về mà. Toàn anh em ở chợ ấy. Nay đây mai đó mà các bác. Chỗ nào mà có hội có 7 cây là ra thôi. Đấy, cái thuyền Lưu Thủy khởi sinh Tùng La Hán trên một khối gỗ nguyên khối này, nguyên khối các bác. Chẳng rõ là cái gỗ gì nữa, nhưng mà nó rất là độc đáo và cũng phải có không gian mới bày được. Lưu Thủy khởi sinh. Đấy. Có lẽ là một khối gỗ rất là chắc. Các bác nhìn. Có cả nước trên luôn. Độc đáo không? Độc đáo. À đây, nhà vườn đây. Nhà này có số các bác nhé. Các bác nào thực sự thiện chí thì alo. Đây có vẻ là chuyên thiết kế tiểu cảnh tùng kết hợp với gỗ các bạn. Gỗ lũa. Các bác nhìn. Đấy, và vú sữa. Khu vực đấy, nó cũng phân theo khu các bác. Miền Nam thì hay ngồi với nhau đây. Khế Gân rồi Nguyệt Quế. Cây Nguyệt Quế này, hôm qua mới thấy ai đăng lên trên mạng cây này này. Cây này thì cũng rất quý rồi.
khỏi bàn. Các bác nhìn này, tay tôi bé tí. Thân của người quế đẹp lắm các bác ạ. Nó khắc khổ, nó nứt niếc, nó rãnh khe khó tả. Sơ ri. Quả rất đẹp. Ăn được các bác nhé. Ăn được. Một cái ổi cũng rất là đẹp. Mai siêu thủy da đen, thùng kim cương rồi. Đây còn một xe nữa đây, không biết cho xuống hay là cho lên đây. Có lẽ là cho xuống các bạn. Tùng kim cương này, tùng Đài Loan này. Khủng khiếp không các bạn? Xin lướt qua chỗ này cái vì đang vận chuyển các bạn. Không vận chuyển, đấy, là một đôi này. Đẹp chưa? Đấy, đây còn quả nước này. Hệ thống bơm tiểu cảnh này. Thích bộ tùng ở kia quá. Thích cái bộ tùng kim cương này và còn tùng trực này. Rất đẹp. Hình như đang vận chuyển cây gỗ chắc xuống này. Cây gỗ chắc này, chắc đỏ các bạn. Ok, cảm ơn các bác nhé. Hy vọng là có thể các bác ra xem được. Tôi xin phép đi nốt cái vòng đằng kia một chút. Lướt qua như vậy một chút được các bác nhé.